Kính chào thầy và các bạn, em tên là Minh Anh, sinh viên lớp quản trị luật 45A1. Hôm nay em xin được phép trình bày video quay màn hình case study 3.2 của chương 3 ước lượng hồi quy bội. Trước tiên, em xin phép đọc đề tiếng Anh của case study 3.2. Use the data in this green dot drawer to answer this question. These are chief cost level data on prices for various items at fast food restaurant, along with characteristic of the zip code population in New Jersey and Pennsylvania. The idea is to see whether fast food restaurants charge higher prices in areas with a larger concentration of blacks. Number one, find the average values of proportion black and income in the sample, along with the standard deviation. What are the units of measurement of proportion black and income? Number two, consider a model to explain the price of soda, peach soda, in terms of the proportion of the population that is black in median income. Estimate this model by OLS and report the results in equation form, including the sample size and R squared. Do not use scientific notation when reporting the estimates. Interpret the coefficient on proportion black. Do you think it is economically large? Number three, compare the estimate from part two with the simple regression estimate from peach soda on proportion black. Is the discrimination effect larger or smaller when you control for income? Number four, a model with a constant price elasticity with respect to income may be more appropriate. Report estimated form of the model. If proportion black increases by 20 percentage points, what is the estimated percentage change in pea soda? Hint, the answer is 2xx, where you fill in the xx. Number five, now add the variable proportion poverty to the regression in part four. What happens to be the proportion black hat? Find the correlation between log income and proportion poverty. Is this roughly what you expected? Number seven, evaluate the following statement. Because log income and proportion poverty are so highly correlated, they have no business being in the same regression. Sau khi đọc đề bài bằng tiếng Anh, thì em có chỉ ra một số từ ngữ học thuật quan trọng mà thầy đã hướng dẫn trên lớp như sau. Đầu tiên là population, ở đây trong trường hợp này không có nghĩa là dân số mà nó sẽ có nghĩa là tổng thể. Tiếp theo là sample, là mẫu. Standard deviations, là độ lệch chuẩn. Model, là mô hình. Equation form là dạng phương trình cơ bản. Sample size là cỡ mẫu. R squared là R bình. Coefficient on proportion black là hệ số hồi quy biến tỷ lệ người da màu. Symbol regressions là hồi quy đơn. Constant price elasticity là hệ số giá co giãn. Correlation là hệ số tương quan. Và một điểm đáng lưu ý ở đây thì cụm từ zip code level data trong miễn dịch tiếng Việt họ dịch là dữ liệu dạng mã hóa, thì trong trường hợp đề bài ở đây nó sẽ không có nghĩa là dữ liệu dạng mã hóa mà nó sẽ có nghĩa là dữ liệu khu vực địa lý được phân loại theo mã bưu chính. Lấy ví dụ thì giống như mã bưu chính ở phường Hiệp Bình Chánh của trường đại học luật cơ sở Bình Triệu sẽ có mã bưu chính là 71315. Bên cạnh đó thì có một số cụm từ đồng nghĩa với nhau đều có mang ý nghĩa chỉ về tỷ lệ người da màu được highlight màu xanh dương, như là concentration of blacks, proportion of the population that is black, the it và discrimination effect. Thì có nhiều cách diễn giải chỉ để chỉ về tỷ lệ người da màu khác nhau, nhưng chúng ta có thể biểu diễn một cách ngắn gọn cụm từ chỉ người da màu trên thông qua ký hiệu là đó chính là beta một mũ. Sau khi chỉ ra một số từ ngữ học thuật quan trọng trong bản
tiếng Anh và một số điều cần lưu ý, thì em xin được phép đọc bản dịch tiếng Việt như sau. Sử dụng dữ liệu Descriptions.xls để trả lời câu hỏi, để trả lời bài tập này. Đây là dữ liệu khu vực địa lý được phân loại theo mã bưu chính về giá của các món ăn khác nhau tại các nhà hàng thức ăn nhanh ở New Jersey và Pennsylvania, cùng với các đặc điểm tổng thể của hai khu vực này. Ý tưởng là để xem xét liệu các nhà hàng thức ăn nhanh có bán với giá cao hơn ở những khu vực có nhiều người da màu hay không. 1. Tìm giá trị trung bình của biến Proportion Black và Income trong mẫu, cùng với độ lệch chuẩn của chúng, đơn vị tính của Proportion Black và Income là gì. 2. Xét mô hình giải thích giá soda, pizza theo tỷ lệ người da màu và thu nhập trung vị. Ước lượng mô hình bằng OLS và trình bày kết quả dạng phương trình, bao gồm cỡ mẫu và R bình, không sử dụng ký hiệu khoa học khi trình bày các ước lượng. Giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy biến Proportion Black. Xét về khía cạnh kinh tế, bạn có nghĩ rằng nó khá lớn không? 3. So sánh ước lượng ở câu 2 với kết quả hồi quy đơn Pisoda theo Proportion Black. Tác động của phân biệt đối xử là lớn hay nhỏ hơn khi bạn kiểm soát biến thu nhập. 4. Một mô hình với hệ số giá co giãn, không đổi theo thu nhập có thể thích hợp hơn. Trình bày kết quả ước lượng theo mô hình sau. Nếu Proportion Black tăng thêm 0,2, nghĩa là 20%, thì phần trăm thay đổi ước lượng được của P-Soda là bao nhiêu? Gợi ý câu trả lời là 2XX, bạn điền vào XX. 5. Thêm biến Proportion Poverty vào hàm hồi quy ở câu 4, chuyện gì xảy ra với Beta Proportion Black mũ? 6. Tìm hệ số tương quan giữa Lock Income và Proportion Poverty có giống như bạn kỳ vọng không? 7. Hãy đánh giá phát biểu rằng vì Lock Income và Proportion Poverty có tương quan cao nên chúng không thể có mặt trong cùng mô hình hồi quy. Sau khi đọc đề bài tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt thì em xin nói thêm một chút về bộ dữ liệu data ở đây. Thì đây là dữ liệu Descript có nguồn từ công bố khoa học nghiên cứu thực tế có tên là Do Fast Food Chains Price Discriminate on the Race and Income, được công bố trên tạp chí Journal of Business and Economic Statistics. Và người cung cấp trực tiếp bộ data này là tác giả Kay Grady. Và đây là một bộ dữ liệu thực được khảo sát trên 410 cửa hàng thức ăn nhanh ở bang New Jersey và Pennsylvania, cùng với các đặc điểm là Proportion Black, Proportion Poverty, Income và một số đặc điểm khác. Và trước khi bắt đầu thực hiện các yêu cầu của Case 3.2, em xin xác định mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định sự khác biệt về giá được áp đặt bởi các cửa hàng thức ăn nhanh cho các khu vực với khách hàng có sự khác biệt về chủng tộc và thu nhập. Và phạm vi nghiên cứu là trên 400 cửa hàng tại hai khu vực New Jersey và Pennsylvania. Bây giờ em sẽ tiến hành phân tích dựa trên bộ dữ liệu thật. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm các biến. Đầu tiên là P-Soda là giá của soda, Proportion Black là tỷ lệ doanh da màu, Proportion Poverty là tỷ lệ nghèo đói, và biến Income. Lưu ý ở đây, biến Income là thu nhập trung vị của các hộ gia đình. Trong nghiên cứu sử dụng giá trị trung vị chứ không sử dụng giá trị trung bình, bởi vì giá trị trung bình sẽ không chuẩn. Bình thường giá trị trung bình có nghĩa là đem tất cả thu nhập của toàn bộ người dân trong khu dân cư đó chia trung bình. Thì lúc này sẽ có những người thu nhập chỉ có 1 đồng, và sẽ có trường hợp những người thu nhập quá cao, có thể là gấp 10 hoặc là gấp 100 lần. Thì lúc này chia trung bình ra sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà giá trị trung vị thì sẽ không bị tác động bởi các cá nhân có thu nhập quá cao hay quá thấp được. Ví dụ như là giá trị trung vị nếu mà bằng 500 đô thì có nghĩa là 50% số người dân trong mẫu khảo sát thu được sẽ có thu nhập từ trên giá trị trung vị đó tính lên, và 50% số người trong mẫu khảo sát đó sẽ có thu nhập từ giá trị trung vị đó tính xuống. Và lưu ý là giá trị trung vị số tự số 27 này là được tính theo hộ gia đình chứ không phải là của cá nhân. Và bây giờ em sẽ tiến hành thực hiện yêu cầu đầu tiên của đề bài. Kính thưa thầy và các bạn, trước tiên em xin phép truy xuất dữ liệu file Descript
qua câu lệnh như sau. Data discrete trong gói package OneDrive. Và để tìm giá trị trung bình bằng R, sẽ thực hiện các bước sau. Nhập câu lệnh min discrete dollar và biến proportion black na.rm bằng true. Tiếp theo là tìm giá trị trung bình của biến income min discrete dollar income na.rm bằng true. Và ta có kết quả giá trị trung bình của biến proportion black sẽ bằng 0.1134864 và giá trị trung bình của biến income sẽ bằng 47053.78. Tiếp theo em sẽ tiến hành tìm độ lệch chuẩn của biến proportion black và biến income bằng hai câu lệnh sau. SD discrete dollar proportion black na.rm bằng true. SD discrete dollar income na.rm bằng true. Và như vậy ta có kết quả độ lệch chuẩn của biến proportion black sẽ bằng 0.1824165 và độ lệch chuẩn của biến income sẽ bằng 13179.29. Thông qua các câu lệnh trên, em đã tính được giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của biến proportion black và income với đơn vị tính lần lượt là phần trăm cho proportion black và đối với biến income sẽ là đô la. Và em đã hoàn thành yêu cầu đầu tiên của đề bài. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với yêu cầu số 2 của đề bài. Xét mô hình giải thích giá soda P-soda theo tỷ lệ người da màu và thu nhập trung vị với phương trình P-soda bằng beta 0 cộng beta 1 proportion black cộng beta 2 income cộng U. Ước lượng mô hình bằng OLS và trình bày kết quả dạng phương trình bao gồm cỡ mẫu và R bình, không sử dụng ký hiệu khoa học khi trình bày các ước lượng. Giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy biến proportion black. Xét về khía cạnh kinh tế, bạn có nghĩ rằng nó khá lớn không? Sau khi đọc xong đề bài, có một số lưu ý như sau. Đó chính là P-soda là biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích. Còn proportion black và biến income là biến độc lập hay còn được gọi là biến giải thích. U đây là sai số, nhiễu hoặc là các nhân tố khác không được quan sát. Thì cái số lượng biến độc lập của mô hình hồi quy bội nó sẽ nhiều hơn số lượng biến độc lập của mô hình hồi quy đơn. Cái việc mà tích hợp nhiều nhân tố giải thích vào mô hình hồi và mô hình sẽ giúp làm rõ các nhân tố khác được giữ cố định. Nếu không thì những nhân tố đó sẽ có trong U và độ chính xác cũng sẽ tăng lên. Để trình bày kết quả dạng phương trình, em sẽ tiến hành ước lượng mô hình thông qua phần mềm R. Em sẽ tiến hành nhập hàm như sau. AA LM B soda proportion black cộng income data bằng discrete summary AA và để trình bày kết quả dạng phương trình thì cần biểu diễn đầy đủ cả R bình và số quan sát N
mà trong bộ dữ liệu data này thì có một số quan sát không có thu thập được dữ liệu nên là sẽ để trống hoặc là để dấu chấm vào. Nên là bây giờ em sẽ tiến hành sử dụng con lệnh nops để tìm ra số quan sát thực tế như sau. N nops AA và ta có kết quả là N bằng 401. Vậy có thể thấy là bị mất 9 quan sát về mô hình hồi quy ước lượng diện thông thường như sau. Có Besoda mũ sẽ bằng beta 0. Ở đây beta 0 intercept ở đây chúng ta có thể thấy là bằng 0,9563. Cộng hệ số beta 1 ở đây là 0,115 proportion black. Cộng với hệ số beta 2 sẽ là 0,000163 income. Variable R-square sẽ bằng 0,06422. Và R-bin hiệu chỉnh sẽ bằng R-square hiệu chỉnh R-square hiệu chỉnh sẽ bằng 0,05952. Và số quan sát thực tế N sẽ bằng 401. Tiếp theo em sẽ tiến hành giải thích ý nghĩa biến hồi quy proportion black hay còn được gọi là beta 1 mũ. Giải thích ý nghĩa biến hồi quy proportion black beta 1 mũ nghĩa là trong điều kiện biến thu nhập income không đổi, thì nếu tỷ lệ người da màu proportion black tăng 1% thì giá ước lượng của soda pisoda sẽ tăng 0,115 đô la. Và xét về khía cạnh kinh tế thì trong điều kiện biến income giữ nguyên không đổi, thì nếu hệ số biến proportion black tăng 10% thì giá soda ước lượng sẽ tăng là 0,15 đô la nhân với 10%. Em sẽ tiến hành ghi xuống R như sau. Xét về khía cạnh kinh tế trong điều kiện biến income giữ nguyên
không đổi. Thì nếu hệ số biến proportion black tăng 10% thì giá soda ước lượng sẽ tăng, đó chính là 0,15 đô la nhân cho 10% sẽ bằng là 0,015 đô la. Là nghĩa là khoảng vào 1,2 cent. Thì giá trị này dường như là không lớn. Tuy nhiên, nếu như mà so sánh giữa một khu vực không có người da màu và một khu vực có hoàn toàn có 100% người da màu thì chênh lệch 0,115 đô la là khá lớn. Tuy nhiên, nếu so sánh một khu vực không có người da màu với khu vực có 100% người da màu thì chênh lệch 0,115 đô la là khá lớn. Với câu nhận xét như trên thì em đã hoàn thành yêu cầu đề bài số 2. Tiếp theo đến với yêu cầu đề bài số 3 là so sánh ước lượng ở câu 2 với kết quả hồi quy đơn P-soda theo proportion black. Tác động của phân biệt đối xử là lớn hay là lớn hơn hay nhỏ hơn khi bạn kiểm soát biến thu nhập. Với yêu cầu trên, em sẽ tiến hành thao tác trên R để viết phương trình hồi quy đơn như sau. Nhập hàm BB LM P soda proportion black data bằng the screen. Summary BB. Qua đó em sẽ viết phương trình hồi quy đơn như sau. P soda mũ bằng 1,037 cộng với 0,065 proportion black Thưa thầy và các bạn, em sẽ tiến hành so sánh ước lượng trong mô hình hồi quy đơn và mô hình hồi quy bội thông qua phương trình 3.23, giáo trình trang số 87 như sau. Có phương trình beta 1 ngã bằng beta 1 mũ cộng beta 2 mũ nhân delta 1 ngã. Thì ở đây hệ số beta 1 ngã bằng 0,065, nghĩa là hệ số biến proportion black trong mô hình hồi quy đơn, và hệ số beta 2 mũ bằng 0,000016 là hệ số biến income trong mô hình hồi quy bội. Cuối cùng đó chính là delta 1 ngã, nghĩa là hệ số hồi quy giữa hai biến độc lập proportion black và biến income với nhau. Và ở đây em có thể dự đoán được
hệ số hồi quy giữa hai biến độc lập proportion black và income thu được sẽ là âm, bởi vì thu nhập của người da màu thường thấp hơn người da trắng, và tương quan giữa hai biến proportion black và income là tương quan nghịch chiều, trong khi hệ số beta 2 mũ bằng 0,000016 là số dương. Nên trong hai trường hợp overestimated và underestimated thì case 3.2 thì mô hình hồi quy đơn trong case 3.2 sẽ rơi vào trường hợp underestimated, do nghĩa là ước lượng này bị chệch, hay còn được gọi là bias, do bỏ sót biến income. Sau khi so sánh ước lượng trong mô hình hồi quy đơn và mô hình hồi quy bội thông qua phương trình 3.23 thì em đi đến kết luận như sau. Đó chính là trong trường hợp của case 3.2 trong trường hợp case 3.2 thì mô hình hồi quy đơn rơi vào trường hợp underestimated. Nghĩa là ước lượng này chệch, hay còn gọi là bias. Với lý do là vì bỏ sót biến income. Proportion black và income thu được là âm, do thu nhập của người da màu thường thấp Tiếp theo em sẽ trả lời ý thứ hai của yêu cầu đề bài, đó chính là khi mà chúng ta kiểm soát được biến income thì tác động của phân biệt đối xử sẽ là nhỏ hơn. Kết quả hồi quy đơn giá soda theo tỷ lệ người da màu sẽ là 0,065, nhỏ hơn kết quả ước lượng ở câu thứ hai là 0,115 đô la. Tiếp theo em sẽ đến với yêu cầu đề bài số 4. Một mô hình với hệ số giá co giãn không đổi theo thu nhập có thể thích hợp hơn. Trình bày kết quả ước lượng theo mô hình sau. Log P soda bằng beta 0 cộng beta 1 proportion black cộng beta 2 log income cộng O. Nếu proportion black tăng 0,2 nghĩa là 20% thì phần trăm thay đổi ước lượng được của P soda là bao nhiêu? Gợi ý câu trả lời là 2,xx. Bạn điền vào xx.
Có thể thấy điều khác biệt ở đây là mô hình có thêm logarit thể hiện sự co giãn của giá theo thu nhập. Và vì trước đó, theo sự hướng dẫn của thầy, các bạn đã thành thạo đối với mô hình có logarit nên em sẽ tiến hành thao tác luôn trên R như sau. Chúng ta nhập hàm CC LM log B soda proportion black cộng log income data bằng discrete summary CC. Qua đó thì ta có thể ta có được phương trình hồi quy bội như sau. Log P soda mũ bằng trừ 0,79377 cộng 0,12158 proportion black cộng 0,07651 log income và ý tiếp theo. Nếu proportion black tăng thêm 20 điểm phần trăm thì phần trăm thay đổi ước lượng của P-soda sẽ tăng thêm. Nếu proportion black tăng thêm 20 điểm phần trăm thì phần trăm thay đổi ước lượng của P-soda sẽ tăng thêm 0,12158 nhân cho 20% sẽ bằng 0,024316. Nhưng vì gợi ý đề bài ở đây là 2,xx và kêu chúng ta điền vào xx nên em sẽ lấy sau dấu phẩy hai chữ số thập phân và kết quả sẽ là 2,43%. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với yêu cầu đề bài số 5 là thêm biến proportion poverty vào hàm hồi quy ở câu 4. Chuyện gì sẽ xảy ra với beta mũ proportion black? Thì bây giờ nếu thêm một biến nữa sẽ thành ba biến, bao gồm proportion black tỷ lệ người da màu, biến income là biến thu nhập và proportion poverty. Em sẽ tiến hành thao tác trên R như sau. Nhập hàm DD LM log P soda proportion black cộng log income cộng proportion poverty data bằng discrete summary DD. Vậy phương trình mà khi có biến proportion poverty tham gia vào sẽ có dạng như sau. Log P soda mũ bằng trừ 1,46333 cộng 0,07281 proportion black cộng 0,13696 log income
cộng 0,38036 proportion poverty. Và có thể kết luận được rằng khi mà thêm biến proportion poverty vào hàm hồi quy ở yêu cầu 4 thì sẽ khiến beta proportion black giảm xuống còn 0,07281. Vậy khi thêm biến proportion poverty vào hàm hồi quy ở yêu cầu đề bài số 4 thì beta proportion black mũ giảm xuống còn 0,07781. Ở đây em sẽ giải thích thêm về kết quả trên, có ý nghĩa là trong điều kiện biến log income và biến proportion poverty không đổi thì nếu tỷ lệ người da màu tăng 1% thì log của log P-soda sẽ tăng $0.07281. Em sẽ giải thích thêm ở đây về kết quả trên. Có ý nghĩa trong điều kiện biến log income và biến proportion poverty không đổi thì nếu tỷ lệ người da màu là proportion black tăng 1% thì log của P-soda sẽ tăng 0,07281 đô la. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với yêu cầu của đề bài số 6. Tìm hệ số tương quan giữa log income và proportion poverty có giống như bạn kỳ vọng không? Em sẽ tiến hành tìm hệ số tương quan giữa log income và proportion poverty bằng error như sau. Nhập hàm col log discrete dollar income discrete dollar proportion poverty method Pearson use complete OVS và ta có kết quả hệ số tương quan giữa log income và proportion poverty bằng từ 0,838467. Hệ số tương quan giữa log income và proportion poverty là trừ 0,838467. Có nghĩa là trung bình thì tỷ lệ nghèo đói sẽ tăng lên khi thu nhập giảm xuống.
và kết luận được điều này là phù hợp với thực tiễn. Và cuối cùng, yêu cầu số 7 là hãy đánh giá phát biểu rằng vì Locked Income và Proportional Poverty có tương quan cao nên chúng không thể có mặt trong cùng mô hình hồi quy. Dạ thưa thầy, đầu tiên là em chúng ta còn phải phủ định phát biểu trên vì ở đây giữa Locked Income và Proportional Poverty có mối tương quan khá là mạnh, không phải là có mối tương quan cao. Bởi vì hệ số tương quan là gần bằng -1, nhưng không là tương quan tuyệt đối vì dùng giá vì ở đây thu nhập sử dụng giá trị trung vị chứ không sử dụng giá trị trung bình, và vì vậy để cô lập sự ảnh hưởng của phân biệt đối xử một cách thuần là hay nói cách khác là trong điều kiện các biến khác cố định thì chúng ta cần kiểm soát càng nhiều càng tốt các biến đo lường về thu nhập. Em sẽ ghi phần kết luận về yêu cầu số 7 ở đây như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ phủ định với cái phát biểu trên. Và giải thích là vì giữa Locked Income và Proportional Poverty có mối tương quan khá mạnh. Không phải là có mối tương quan cao. Giải thích là do hệ số tương quan gần bằng -1. Nhưng không là tương quan tuyệt đối. Vì income sử dụng giá trị trung vị chứ không dùng giá trị trung bình. Và vì vậy có thể kết luận rằng để cô lập sự ảnh hưởng của phân biệt đối xử một cách thuần hay có thể nói cách khác là trong điều kiện các biến khác cố định. Thì chúng ta còn kiểm soát càng nhiều càng tốt các biến đo lường về thu nhập. Dạ, và phần trình bày của em về case study 3.2 đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý theo dõi. Và mình chúc các bạn có một khoảng thời gian ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mình cảm ơn và xin chào.